Thưa quý vị, mở đầu cho bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay được biết thì Ngoại trưởng Blinken tri ân Hy Lạp vì đã hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Antony Blinken đã cảm ơn Hy Lạp và Bộ trưởng Ngoại giao nước này là Niko Dendias vì sự trợ giúp của Athens sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là chiến cuộc tại Ukraine. Chuyến viếng thăm của ông Blinken diễn ra nhằm để kích hoạt vòng đối thoại thứ tư giữa Hoa Kỳ và Hy Lạp. Các vòng đàm phán trước giữa hai nước đang diễn ra tại Washington vào năm 2021. Các vị Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken và Niko Dendias cũng thảo luận về các vấn đề quốc phòng, an ninh và năng lượng sau cuộc chiến ở Ukraine. Mối quan hệ căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ cũng nằm trong chương trình nghị sự do hai bên bắt đầu về việc thăm dò năng lượng trên biển Địa Trung Hải. Tuy nhiên, thì tình hình được cải thiện sau khi Hy Lạp gửi viện trợ và nhân viên cứu nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất chết người. Tàu của Trung Hoa và Nga đã có mặt tại Nam Phi trước thềm màn tập trận quân sự. Các chiến hạm đến từ Trung Hoa và Nga đã cập cảng Vịnh Richard của Nam Phi vào ngày thứ Hai 20 tháng 2, trong bối cảnh quốc gia châu Phi này chuẩn bị tổ chức cuộc tập trận chung trên lãnh thổ. Dù bị nhiều nước chỉ trích, nhưng Nam Phi tạo cơ hội cho Nga và Trung Hoa tham gia tập trận, đồng thời gọi đây là màn diễn tập định kỳ mang tính thông lệ mà thôi. Nam Phi suốt thời gian qua luôn tuyên bố duy trì quan điểm trung lập về Ukraine qua việc bỏ phiếu trắng trong một nghị quyết lên án Nga của Liên Hiệp Quốc. Cuộc tập trận tiến hành ngoài khơi bờ biển phía đông gần thành phố Durban và Vịnh Richard diễn ra vào dịp kỷ niệm một năm ngày Nga xâm lược Ukraine. Ba nước cũng đã tổ chức một cuộc tập trận hải quân tương tự vào năm 2019 tại Cape Town. Nga ngừng tham gia vào Hiệp ước Nguyên tử với Hoa Kỳ. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết thì Moscow sẽ ngừng tham gia vào Hiệp ước Nguyên tử có tên gọi là New START ký kết với Hoa Kỳ. Hiệp ước này được thành lập nhằm hạn chế hai bên sản xuất cũng như là sử dụng vũ khí nguyên tử. Phát biểu này được ông Putin đưa ra trước khi kết hợp bài diễn văn quan trọng tại Quốc hội, gần một năm sau khi nổ ra cuộc chiến ở Ukraine. Hiệp ước New START được hai bên ký kết tại thủ đô Paris của Thụy Khắc vào năm 2010, sau đó thì gia hạn thêm 5 năm đến năm 2021. Vào thời điểm nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, thì hiệp ước này giới hạn số lượng đầu đạn nguyên tử mà Hoa Kỳ và Nga có thể triển khai. Theo các chuyên gia, thì Nga hiện sở hữu kho vũ khí nguyên tử lớn nhất thế giới với gần 6.000 đầu đạn. Nga và Hoa Kỳ nắm giữ khoảng 90% số đầu đạn nguyên tử trên toàn cầu. Lãnh đạo phe đối lập Tunisia ra hầu tòa vì tội danh kích động bạo lực. Rest Ghannouchi, cựu phát ngôn viên Quốc hội Tunisia kiêm người đứng đầu đảng chính trị lớn nhất Ennahda, vào ngày thứ Ba 21 tháng 2 đã phải ra hầu tòa để chịu thẩm vấn do bị cáo buộc tội danh kích động bạo lực chống lại hàng ngũ cảnh sát trong vùng. Cả ông và đảng Ennahda đều là một mực phủ nhận tội trạng nêu trên. Vụ việc đã vấp phải sự chỉ trích của cơ quan nhân quyền vì họ cho rằng đây là hành động đàn áp những người bất đồng chính kiến, cho thấy tự do ngôn luận luôn bị đe dọa tại quốc gia Trung Đông này. Không chỉ có ông Ghannouchi, nhiều người chủ trương phản đối Tổng thống Kassab, bao gồm cả các chính trị gia đến từ đảng Ennahda cũng đã bị bắt. Luật sư của ông Ghannouchi cho biết vụ việc bắt nguồn từ bài diễn văn ca ngợi Thượng Đế mà thân chủ của họ đưa ra khi đến dự tang lễ của một đồng minh vào lúc bấy giờ. Ông Ghannouchi tuyên bố không sợ bất kỳ kẻ độc tài nào mà chỉ sợ làm phật lòng Thượng Đế. Trong khi đó, thì các bộ trưởng Đức đang cam kết cung cấp viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ. Hai bộ trưởng cấp cao của Đức đã đến miền nam của Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm thứ Ba ngày 21 tháng 2 để thăm một trong những khu vực bị động đất tàn phá hơn 2 tuần trước, đồng thời cam kết gia tăng sự hỗ trợ của Berlin đối với các nạn nhân. Cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ trên thế giới suốt vài ngày qua cũng đã quyên góp tiền bạc để giúp tái thiết lại quê nhà. Hơn 3.400 tấn hàng viện trợ nhân đạo bao gồm lều, chăn và máy phát điện cũng được vận chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ để giúp những người sống sót sau trận động đất. Trận thiên tai đã cướp đi sinh mạng của hơn 45.000 người ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và quốc gia láng giềng Syria. Ngoại trưởng Đức là Annalena Baerbock và Bộ trưởng Nội vụ là Nancy Faeser đã cùng bày tỏ sự cảm thông sau thảm họa này. Một ngày trước khi họ đến Ấn Độ, Ankara, một trận động đất khác cũng đã giết chết 6 người và làm hàng trăm người bị thương ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Apple Watch có thể bị cấm bán tại Hoa Kỳ. Apple Watch có thể bị cấm bán tại Hoa Kỳ ngay trong tuần tới. Lệnh cấm hiện đang treo trên đầu Apple sau khi Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, viết tắt là ITC, ra phán quyết vào tháng 12 rằng Apple Watch vi phạm các bằng sáng chế thuộc sở hữu quyền của Alicor, một công ty thiết bị y tế.
Các bằng sáng chế liên quan đến công nghệ điện tam đồ được sử dụng trong các thiết bị đeo mới nhất của Apple. iMore cho biết thông tin này có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của Apple Watch vì công ty sẽ không được bán Apple Watch Series 8 hoặc Apple Watch Ultra tại Hoa Kỳ sau lệnh cấm được đưa ra vì cả hai mẫu này đều có tính năng cảm biến ECG. Tuy nhiên, chính quyền Biden có thể điều chỉnh lệnh cấm theo một lộ trình dễ thở hơn cho Apple. Trong khi đó, thì nữ ứng cử viên tổng thống nhằm công kích tuổi tác của ông Trump, cựu đại sứ Haley, người đã tuyên bố ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ, kêu gọi cử tri ủng hộ mình khi ám chỉ rằng ông Trump đã quá già. Trong sự kiện vận động tranh cử ở tiểu bang Iowa vào hôm 20 tháng 2, một khán giả hỏi cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là Nikki Haley, ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, về lý do những cử tri từng ủng hộ cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nên quay sang bỏ phiếu cho bà. Vì tôi không nghĩ rằng những người 80 tuổi có thể điều hành tòa Bạch Ốc, bà Haley, 51 tuổi, trả lời trong khi đám đông bên dưới vỗ tay reo hò tán thưởng. Đây được coi là thông điệp công kích của bà Haley nhắm vào ông Trump. Nếu tái đắc cử năm 2024, cựu tổng thống Trump, 76 tuổi, sẽ bước vào độ tuổi 80 khi điều hành tòa Bạch Ốc. Đương kim tổng thống Joe Biden cũng sẽ bước sang tuổi 80 vào tháng 11 năm nay. Bà Haley nói thì bà tự hào vì được đóng góp dưới nội các của ông Trump trong quá khứ, song thêm rằng giờ đây nên hướng về tương lai.